Vâng, xin chào các bác. Thì với cái kia xe đạp, trong lô xe mới về, em có một chiếc xe đua hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, một một thương hiệu của Pháp, Chopic. Vâng. Vâng, các bác có thể thấy đây là một trang web nước ngoài, một trang web của Pháp ở Chopic đây. Các bác có thể vào những trang web này tham khảo đây, một trang web đây. Thương hiệu này chuyên sản xuất về đua và địa hình. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe Chopic này. Đầu tiên về ngoại hình của chiếc xe. Theo em đánh giá chiếc xe còn rất là mới, phải trên 90%, tầm 95%. Hầu như là không có một vết xước nhỏ nào cả. Đây, các bác có thể thấy em quay rất cận cảnh sơn của chiếc xe. Vâng, và xe có càng carbon các bác nhé. Đây, những vết dập nổi 3D sờ rất là sướng tay các bác nhé. 3D nổi. Đây, các bác có thể thấy đây. Nó nổi trên khung xe luôn. Như những chiếc xe đua cao cấp khác thì chiếc xe đua này cũng có dây âm sườn các bác nhé. Chopit Marit các bác có thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Đây là chữ ký của kỹ sư thiết kế lên chiếc xe này. Tất cả đều nguyên bản Chopit. Đây, quay hết. Học yên. Học yên này khung carbon các bác nhá. Hình thức yên thì khá là mới. Một chiếc xe quá mới. Càng carbon. Tay quấn Fly Farm. Tay quấn hàng hiệu các bác. Rất là đắt tiền. Khung xe thì sử dụng bộ khung 6061. Những video trước thì em cũng đã giới thiệu qua về chiếc khung 6, những chiếc khung 6061 rồi. Khung nhôm siêu nhẹ và bền. Bộ khung rất là đẹp. Lượn này, lượn theo bánh các bác nhé. Những chiếc xe cao cấp thì mới có bộ những bộ khung này. Chiếc xe được thiết kế rất là tỉ mỉ về cả những vân này, vân 3D và vân khung này. Cụm phanh ba mảnh kia ra. Củ đề Tiara. Đùi đĩa 2 tầng Tiara luôn. Vâng, như các bác thấy thì đùi đĩa xe rất ít sử dụng này. Đùi đĩa rất là sáng và bóng. Đây sần. Hầu như không có một vết xước nào ở xe luôn. Đây gạt đĩa. Không một vết dầu mỡ này. Xe sử dụng tay bấm à, tay lắc cao cấp Tiara đây. Bên này là lắc lít, bên này lắc đĩa 2 tầng. Đây cũng phanh trước bê đông Chopit, tất cả đều nguyên bản. Và đây bộ
cặp vành, chô pích. Xe sử dụng bộ lốp 700x23C. Cỡ thường của xe đua rồi. Bây giờ sẽ giới thiệu về cấu hình. Xe sử dụng full bộ chuyển động Shimano Tiara. Cấu hình 2, 4, 6, 8, 10 lít 2 đĩa cho xe 20 tốc độ. Meyer Zotec. Vâng, và bây giờ em sẽ test chuyển động của xe lên lít. Chuyển động còn rất là tốt. Khi đến tay các bác rồi thì các bác chỉ về đi thôi, không cần phải lăn tăn về vấn đề sửa hay là bảo dưỡng nữa. Xuống lít này. Rồi xuống bên đĩa. Xuống đĩa. Lên. Rất là mượt mà trơn tru, hầu như không một lỗi nhỏ chiếc xe này. Xe quá mới. Giờ sẽ lướt lại tổng thể chiếc xe. Xe sử dụng bộ khung nhôm 6061, cọc yên carbon, càng carbon, đồng bộ bộ chuyển động Shimano Tiara. Tay lắm Fly Farm. Đây. Gạt đĩa. Đùi mới quá. Vâng, và chiếc xe Chopit thương hiệu Pháp đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 10,8 triệu. Miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác anh nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này và cũng như là được tư vấn về phương thức thanh toán. Cảm ơn và xin chào các bác đã theo dõi video.